cá chém thớt đó. Dữ dội lắm á nha. Bây giờ nó hát trước mặt mà mẹ chồng giật mình luôn không? Có. Hát lớn cái mình giật mình, nhưng mà từ từ rồi mình quen. Chỉ có lần đầu là mình giật mình thôi. Dạ. Giống như sau là quen rồi. Cũng phạt con mà ít đánh lắm. Ở nhà có một cái hàng mèo ngoài trước đó là phạt nó ra. Mẹ chồng em ủng hộ phạt luôn. À. Không bên cháu. Nhưng phạt xong rồi. Có sao không con? Trời ơi, nó ác quá he. người đấm người so đó. Dạ. Bé nó nấu ăn nấu uống cũng giỏi lắm, giỏi hơn mẹ nữa. Con nấu cái gì thì mẹ ăn cái nấy, mà thường nó bỏ đói nhiều. Ủa sao kỳ vậy cô? Là cho em nói. Dạ. Mẹ em ngủ cũng thức sớm lắm chị, thì tầm khoảng 10-11 giờ gì thức á, thì em gộp buổi sáng với lại buổi trưa vô cho mẹ ăn một buổi. Gộp luôn, thử luôn đúng không? Vậy cho dạ, tiện, đỡ tiện, đỡ tốn tiền ăn sáng. Nhưng mà nó không cho ăn, nhưng mà lên chiếc nào cô cũng lên ký cho nhân á. Lên nếu mà ở lâu chừng 10 bữa hoặc 15 bữa thì lên ký 2 ký bình thường. Nó nấu ngon quá, ăn nhiều đúng không? Đúng rồi, lên đây nó hay nấu mấy cái món mà lạ cô chưa ăn á. Cô về quê cái cô điện thoại lên: alo con, mà con nấu cái món làm sao vậy, chỉ cho mẹ coi. Như chân gà mà ngâm sa tắc làm sao, rồi lẩu gà nấu với ớt kiểm, chanh ớt, rồi gà mà kho rau răm. Cái ông xã gì ngồi kế bên đó, tôi cũng chưa từng thấy bà già chồng nào như vậy á. Em hỏi dâu nấu ăn, cô có đâu sao đâu, không biết thì cứ hỏi. Cô chỉ có biết có 2 món à, kho với nấu canh thôi. Yeah. Nhưng mà không biết là giữa nàng dâu với mẹ chồng là có điểm nào chưa hòa hợp với nhau không chị? Có. Có phim nè. Mẹ em thích phim Thái Lan, còn em thích Hàn Quốc. Mỗi lần bắt phim Thái Lan lên là nó nhằn. Đầu con chết luôn. Đầu cứ chết vậy. Mỗi lần mà mở phim lên là bắt đầu cũng đi lên đây thì theo nó coi phim Hàn. Dạ. Về nhà mình thì mình muốn coi gì đó mình coi. Vậy chắc mà không bao giờ mà coi. Tôi tên là Nguyễn Thị Ngà, năm nay 54 tuổi. Dạ. Đến từ Nam Căn, Cà Mau. Xin mời chị ạ. Dạ. Em tên là Trương Yến Nhi, năm nay em 26 tuổi, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Không biết là chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu lâu rồi? Em làm dâu của mẹ gần 6 năm rồi. Wow. Vậy chắc mình có em bé rồi chứ hả? À, con của em gần 4 tuổi. Chúc mừng, 6 năm trôi qua. Thì, dạ, nói làm dâu chứ không có làm dâu. Ủa, chết. Sao vậy cô? Tại vì cưới xong là hai đứa ở riêng, không có ở chung. Vậy hả? Trời ơi, ở riêng vậy đó hả? Nhưng mà cái ngày cưới xong rồi đó, thì có một ở được bao nhiêu ngày với mẹ chồng không? Dạ có, tầm khoảng 2 tuần. À, rồi những cái ngày làm dâu đầu tiên đó, mình làm như thế nào? Sáng cũng ngủ tầm khoảng 8 giờ dậy, có khi cũng 9 giờ. Rồi sao? Thì cũng nấu cơm, được cái nấu ăn cũng được, nên không có bị la. À, cũng dạ. Được đúng không? Dạ. Ấn tượng đầu tiên mà mẹ chồng nhìn nàng dâu thì cảm nhận cô gái này như thế nào? Cũng xinh, rồi lanh lợi, cô thì cô thích... có con dâu lanh lợi chút. Dạ. Tại vì con trai cô nó hiền quá. Ít nói. Cái nàng dâu này thì nói hơi nhiều, giống cô. Anh chàng cũng quen, cũng nhiều mối tình. Thời gian cái ảnh chia tay. Cái lần này á, cô này là quen nhanh nhất, cưới nhanh nhất. Mẹ thôi cưới đi, để lâu quá nó sợ nó đổi ý nữa. Là hối cưới. Dạ. Chị khi mà gặp mẹ chồng á, có ấn tượng điều gì không? Lúc đầu nghĩ mẹ khó lắm, nghĩ là mẹ chắc khó. Mà nhìn mẹ là thấy là không khó một miếng nào luôn á. Tại vì xì tin quá mức luôn. Dạ. Biết chơi Facebook phần trước em luôn á. Trời. Dạ. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Những cái ngày đầu tiên mà cô con dâu về nhà chồng đó, mình có hài lòng không? Hài lòng. Rồi hai mẹ con hợp nhau chuyện gì nè? Mẹ kể cho mẹ rất là nhiều. Ví dụ ăn uống. Dạ. Nhậu. Ủa, ăn nhậu luôn hả cô? Có luôn. Cô thì không biết nhậu, nhậu ít, nhưng mà cô thích là rủ con cháu con gái. Dạ. Dâu bạn của con gái, bạn của con dâu. Dạ. Cùng nhau nhậu, nhưng mà mấy đứa cứ nhậu đi để mẹ lo hết, xỉn đi mẹ lo hết, nhưng mà mẹ chỉ 3 ly mẹ xỉn ngủ chứ còn lại các con lo. Có giờ con dâu với mẹ chồng nhậu hai người xỉn tranh luận qua lại không? Dạ không, tại vì chưa kịp tranh luận nữa là mẹ đã ngủ trước rồi. Không có đối thủ quá đúng không? Dạ. Nhưng mà chắc là trong cái lúc nhậu mình tâm sự với nhau nhiều lắm đúng không chị? Có vấn đề gì như trên Facebook á, có một sự kiện gì đó bắt đầu tranh luận về Facebook đó. Mẹ em là soi Facebook ghê lắm. Nhưng mà người ta hay nói là cái lúc mà xỉn á
là cái lúc nói thật nhất. Không biết những cái lúc đó mẹ chồng chị á là có phản ánh hay là nói chị cần phải sửa điểm này hay là chưa tốt điểm kia không? Mẹ chồng kêu em sửa cái nết thôi. Ôi, sửa nguyên cái nết luôn là dữ lắm á. Thì sửa cái nết luôn hả? Dạ, lúc trước là hay nói với mẹ, mẹ ơi chắc con đi sửa mũi quá, thôi mẹ đẹp quá đừng sửa gì hết á, sửa cái nết thôi. Mẹ hay nói vậy đó. Ủa mà cái nết sao mà sửa cô? Cũng hơi dữ dữ á, giận lên là hét ghê lắm. Dạ, trước mặt mẹ chồng luôn hét tự nhiên. Giận thì có quyền bày tỏ thôi. Yeah. Mà thường là giận con đó không à. Yeah. Bé nhỏ nó phá nó lóc chóc á. Yeah. Rồi nói nghe thì hét thôi chứ cũng không có hại hét mẹ chồng thử đâu có gì đâu. Nhưng mà cái này mình gặp mấy bà già xưa đó. Ừ. Tao nói là giận cá chém thớt đó. Dữ dội lắm á nha. Bây giờ nó hét trước mặt mà mẹ chồng giật mình luôn không? Có. Hét lớn cái mình giật mình nhưng mà từ từ mình quen. Chỉ có lần đầu là mình giật mình thôi. Yeah. Giống như sao là quen rồi. Phạt con không mà ít đánh lắm. Ở nhà có một cái hàng mèo ngoài trước đó. À. Là phạt nó nhau. Mẹ chồng em ủng hộ phạt luôn. À. Không bên cháu. Nhưng phạt xong rồi. Có sao không con? Trời ơi, nó ác quá he. người đấm người so đó. Yeah. Mẹ nó nấu ăn, nấu uống cũng giỏi lắm, giỏi hơn mẹ nữa. Con nấu cái gì thì mẹ ăn cái nấy, mà thường nó bỏ đói nhiều. Ủa sao kỳ vậy cô? Là cho em nói. Dạ. Mẹ em ngủ cũng thức sớm lắm chị, thì tầm khoảng 10-11 giờ gì thức á, thì em gộp buổi sáng với lại buổi trưa vô cho mẹ ăn một buổi. Gộp luôn, thử luôn đúng không? Vậy cho dạ, tiện. Đỡ tốn tiền ăn sáng. Nhưng mà nó không cho ăn nhưng mà lên chiếc nào cô cũng lên ký hết trơn á. Lên nếu mà ở lâu chừng 10 bữa hoặc 15 bữa thì lên ký 2 ký bình thường. Nó nấu ngon quá, ăn nhiều đúng không? Đúng rồi, lên đây nó hay nấu mấy cái món mà lạ lạ cô chưa ăn á. Cô về quê cái cô điện thoại lên, alo con, mà con nấu cái món làm sao vậy, chỉ cho mẹ coi. Như chân gà mà ngâm sa tắc làm sao, rồi lẩu gà nấu với ớt điểm, chanh ớt, rồi gà mà kho rau răm. Cái ông xã gì ngồi kế bên đó, tôi cũng chưa từng thấy bà già chồng nào như vậy á. Em hỏi con dâu nấu ăn, cô có đâu sao đâu, không biết thì cứ hỏi. Cô chỉ có hai món à, kho với nấu canh thôi. Dạ. Nhưng mà không biết là giữa nàng dâu với mẹ chồng là có điểm nào chưa hòa hợp với nhau không chị? Có. Có phim nè. Ủa, mẹ em thích phim Thái Lan, còn em thích Hàn Quốc. Mỗi lần bắt phim Thái Lan lên là nó nhằn. Đầu con chết luôn. Đầu cứ chết vậy. Mỗi lần mà mở phim lên là bắt đầu cũng đi lên đây thì theo nó coi phim Hàn. Dạ. Về nhà mình thì mình muốn coi gì đó mình coi. Vậy chắc mà không bao giờ mà coi tivi chung được chứ hai mẹ con đâu chứ hả? Đó, lên đây nhà của nó thì là theo nó. À. Nhà mình thì mình tự do. Mình muốn coi gì đó mình coi. Có bao giờ là con dâu mua quà tặng mẹ, tổ chức sinh nhật cho mẹ chưa? Dạ có. Trước khi đám cưới, nhà em ở Cà Mau, mẹ ở dưới Nam Căn. Tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ là từ Cà Mau chạy xuống Nam Căn ôm bánh kem như nè. Ôi sợ lắm. Trời, mẹ coi bánh kem nó có chảy không? Không có, nó chảy. Nó té, nó bạch, nó sẽ té. Hả? Nó sẽ đem gần tới, nó té. Nó đem mình cái bánh. Trời ơi. Bất ngờ lắm, trong mình vậy nè. Dạ. Tại vì đường xa. Dạ. Giữ kỹ lắm đúng không? Giữ kỹ. Mẹ thấy sao, mẹ bất ngờ quá hả? Bất ngờ, cũng vui. Dạ. Cảm động. Với mua quà hả, hình như cô cũng không có yêu cầu gì quà cáp, không có cần con dâu nó mua cái gì, mình cũng có hết rồi. Nhưng mà có một lần đó, cái cô mất cái điện thoại, hai anh em với con dâu bàn tính là mua cho mẹ ngay sinh nhật. Dạ. Yeah. Hai mẹ con chơi Facebook có gọi là comment qua lại gì không? Có chú, dữ lắm. Thôi thôi, em ở nhà thì bán trà sữa, mẹ là đăng bài vô là tương tác liền. Liên tục bài nó cứ nhảy liên tục luôn. Cô với con dâu á, cô không có phân biệt, như bạn bè với nhau dễ tâm sự, dễ nói lắm. Hay à. Tết á, ngồi đánh tiếng lên, dâu, cô đánh cái nó ăn, cô nó nói, mày hả mày, mày hả mày. Mày hả mày, là nó ăn cô á, nó chặt cô á, nó nói, mày hả mày. Trời ơi. Cô ra cười, không ai. Em quên, em thấy bài. Hứng thú quá. Hứng thú quá dạ. Rồi. Tại vì đánh chung với bé em chồng, dạ. Với lại chị nữa. Chặt con nhỏ em chồng mà sao mẹ đánh trước mày sao mày luôn. Người nào nấy cười. Nhưng mà cảm thấy vậy nó gần gũi cô ha. Đúng rồi, cô dạ. Với con gái và con dâu là như mấy chị em vậy đó chứ dạ. Không có phân biệt. Con bé này á, nó ngược lại, nó sợ mẹ ruột nó hơn là cô. Dạ. Hồi lúc mà về cô còn nhớ về
ngày đầu tiên rồi qua mấy ngày sau á, sáng 7 giờ là mẹ ruột của con bé nè điện kêu nó thức. Cô mới nói thức mà có công chuyện để làm thì thức, còn như mệt mà hoặc là không có công chuyện gì mình ở dưới quê cũng không có gì làm nhiều thì cứ ngủ, chừng nào muốn thức thì thức. Cô cũng là con dâu mà cô cũng ngủ chưa y vậy á. May gặp những người mẹ chồng dễ đó. Dạ. Chăm sóc con cháu thì có mâu thuẫn gì trong chuyện chăm con không? Dạ không, tại vì mẹ con toàn quyền cho con quyết định chăm con luôn. Dạy con nó như thế nào á thì theo ý nó, mình cũng từng là dâu. Nếu mà mẹ chồng mình mà can thiệp sâu quá thì mình không thích. Thành thử cô không có áp đặt con cái theo cái giáo dục của mình. Có nhiều khi mình vì cái tuổi của mình đã lỗi thời rồi. Còn bây giờ học trên mạng rồi đủ thứ hết trơn á. Nhiều khi mình còn phải học hỏi lại để mình dạy cháu mình nữa. Mẹ chồng hiện đại quá ha. Dạ. Mấy lần mà hai mẹ con đăng Facebook á, mà không có like, không comment, có giận không? Trời ơi, đâu có khi nào không có đâu mà giận. Là lúc nào cũng có tương tác. Vậy đó hả? Ừ. Nào cũng... Chứ mà lỡ cái mà không comment, không like, mẹ chồng giận đó. Nhắc liền đó chú, nhắc liền. Mẹ, đăng hình rồi đó. Mẹ có soi mói gì có anh làm phím này còn kia gì không? Trời ơi, nhắc tới cái chuyện này mới nhớ. Lúc cậu con mới về làm dâu á, là năm đó là có hoa hậu đăng quang. Ngay cái cô hoa hậu đó là mẹ không thích. Mẹ thức tới 2 giờ khuya. Bài báo nào mà viết gì hoa hậu vô mẹ vô mẹ chửi luôn. Trời ơi. Quay qua thấy mẹ nhướng nhướng gì nè. Trời ơi. Xong mẹ nói là từ đây sau mẹ không còn xem cái chương trình hoa hậu này nữa. Cô có cái nào của con diễn mà cô không thích? Dạ. Để biết cái chương trình cô đi quay 2 ngày 1 đêm với Quy quá. Dạ. Trời ơi, cô đi qua lại hoài luôn. Dạ. Thích lắm. Comment khen gì không? Có chứ. Cái nào cũng vô comment. Cái cô nói á, có gì nào chương trình này dành cho người lớn tuổi không? Có cho cô tham gia đi. Thấy đi gì vui quá. Cái chương quá trình à. Đó là dành cho mấy các bé nhỏ là xa ba mẹ, là đi ra ở chung vậy đó, 2 ngày 1 đêm. Bữa nào kết bạn với Quy Linh nha. Dạ. Comment tốt tốt chút nha. Cô coi cái clip của Quyền Linh mà review về cái vườn hoa lan á, có thêm nhiều hiểu biết về hoa lan. Đây cũng người cũng gắn bó với Facebook dễ thương. Chơi lúc mà thời là chưa có Facebook là Yahoo á mẹ, Yahoo. Xong rồi có Facebook là qua bỏ Yahoo, chơi Facebook tới bây giờ luôn. Người mẹ chồng hiện đại, dạ. Xì tin luôn. Lúc mà mới quen ông xã thấy mẹ hay comment Facebook nè, bình luận đồ ghê lắm. Hai vợ chồng có bao giờ cãi nhau trước mặt mẹ là mẹ chồng buồn không? Dạ không, tại mỗi khi mà giận lên cái con la lên cái chồng nín nè. Hôm nay con trai của cô có gửi một lá thư. Bất ngờ. Kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, hôm nay được tin mẹ và vợ cùng tham gia chương trình nên con cũng gửi vài lời đến mẹ và đến vợ mẹ yêu. Vợ chồng con rất hạnh phúc và biết ơn vì mẹ luôn tâm lý và thấu hiểu tụi con. Mẹ luôn luôn cho vợ chồng con sự tự do để lựa chọn mọi việc, từ chuyện công việc, nhà cửa đến chuyện nuôi dạy con cái. Mẹ chưa từng áp đặt tụi con phải làm thế này hay làm thế nào, hay làm theo ý mẹ gì cả. Mẹ không yêu cầu khắt khe với vợ hay muốn vợ phải làm dâu ngoan. Vợ chồng con rất biết ơn mẹ về những điều này. Vợ yêu. Tuy là mẹ rất thương và tôn trọng sự tự do của mình, nhưng anh vẫn mong em dành nhiều thời gian hơn nữa để tâm sự cùng với mẹ, để hai mẹ con hiểu nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn, mãi mãi hòa thuận và để gia đình mình là một hậu phương vững chắc cho anh em nhé. Cảm ơn mẹ, cảm ơn vợ, chúc mẹ và vợ luôn luôn có những phút giây hòa quyện thương yêu nhau mãi mãi, để cả nhà chúng ta luôn tràn ngập tình yêu và niềm vui. Con của mẹ, chồng của vợ, Trần Minh Ngọc. Hơi lạ. Sao ít vậy là ít nói lắm hả cô? Ít nói lắm. Nhưng mà có một chút rượu bia vô thì hơi nói nhiều. Cũng uống là mới viết ha. Cỡ 5 lon à chú. Rồi, hôm nay thì mẹ chồng có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Thay đổi cái nết thôi chứ không có thay đổi gì nữa. Cái nết, ta vậy dễ thương muốn chết. Mày nói dữ quá đó. Tại em đang lên sóng đó. Sóng. Mong mẹ có thật nhiều sức khỏe á, để sống hoài với tụi con. Hai mẹ con này gương mặt rất là giống nhau nha. Dạ. Chúc hai mẹ con thật nhiều hạnh phúc
và luôn luôn thấu hiểu, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Tuy xa mà gần, tuy gần thì gần hơn. Yeah. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là xin tặng cả nhà mình bộ gói ôm của thương hiệu Elina. Dạ, cảm ơn cô phải xài nhiều. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn Lê Lộc.